Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Ông thoái hóa khớp gối, em xin phép nói thay ông để ông nói hơi nhỏ. Ông thoái hóa khớp gối này, khớp lưng với lại khớp cổ, tay bên này thì ông bị ê. Với lại mắt của ông thì như là kiểu bị Parkinson ấy, cho nên là ông không có tự mở được. Nhiều lúc muốn mở nhưng không mở được thì ông phải dùng tay ông kéo cái mi lên. Thầy em thì không có biết con mạng méo gì đó mà các bà Việt Kiều ở bên Mỹ á, bà học lỗi của thầy ở bên trên mạng á, các bà nói là tại sao nhà cô ở gần nhà ông thầy Dương Quang Châu mà cô không qua học. Nói đâu có biết đâu, cái nói thầy về chị đọc cái địa chỉ đi, cái đọc địa chỉ xong rồi ghi vào là đi tìm nhà thầy trước một bữa sau mới điện thoại cho hỏi cô nói như là cái đầu tuần thứ hai là tới đây học, là từ ngày em học đến giờ là ở bên đó cái điện về 3-4 chục, hỏi là có đi học không hay là hạ tiện tiền, hạ tiền tiền chết cũng vậy thôi, đi học đi rồi tự cứu mình. Cái là em đi học thì vào thì em cũng bị gai cột sống đó, thoát địa điểm mà Bệnh viện Thống Nhất là đòi mổ là 15 triệu một cái đầu gối mà em không có làm. Em trốn em ở nhà uống thuốc rồi này nọ, em trông cứu mà cũng không bớt. Thì em nghe cái thầy ở đây tới thì bữa nay em chữa là em thấy người em rất là thoải mái, yêu đời, phấn khởi. Rồi vô lớp học thì gặp các bạn cũng nhiệt tình, vui vẻ, cô giảng cũng nhiệt tình. Em cũng cố tiếp thu để nghe, để nhớ, để chữa cho mình, và ai có bệnh hoạn thì mình chữa lại cho người đó, cho nó lấy công đức thì cho nó vui thôi. Mình là dân ở Long An, tại con nhỏ em nó bị điếc á, rồi em cái chân á là khô chất nhờn, mà chích một lần á là mấy năm trước là chích 6 triệu, rồi mới có nay em có mấy tháng là chích hết rồi, cũng về tiền thuốc mà với lại tiền chích á, một lần là 2,5 triệu mà 3 lần là 7,5 triệu rồi uống thuốc nữa. Thì bữa nay nó mới đi được nhưng mà nó cũng còn đau. Rồi thấy mở trên mạng á, thấy của thầy Dương Quang Châu á, thấy hay quá. Rồi ở nhà em nó cũng bệnh á, nó thôi giờ chị đi học đi, đặng về chữa cho gia đình. Em nói em hy vọng là nếu mà em học sau này được tiếp thu được bài vở tốt thì em sẽ giúp đỡ gia đình, và có khả năng nữa thì có giúp đỡ những người mà có cùng cảnh ngộ. Rồi cảm ơn thầy. Đi tới đi con già nghe sao rồi, nghe đi thẳng nhẹ. Bây giờ chị đứng lên ngồi xuống được không? Biết được. Ôi nó. Thấy chưa? Trời ơi. Kéo cao lên. Đó. Con lần không? Đấy. Rồi. Thấy bước nào không? Bác cứ tự tin bước đi nha. Rồi mọi người thả ra, không giữ nữa, không giữ nữa. Không giữ để cho bác đi một mình. Bác đi đi bác. Cái này là bị Parkinson, cho nên là khi mình chữa cái này á thì mình sẽ cho cái cục đá lạnh á nó nằm ở sau gáy. Bác mở mắt lên được nhỉ? Em. Đấy. Từ mà mắt được rồi đó. À. Chứ đầu cảm lúc nhớ coi đâu có mở mắt được à? Dạ, không mở mắt được. À, không, không từng mở được. Được rồi, bây giờ để lạnh vô đi, bắt mở mắt mình tự nhiên đi. Bình thường là bắt không tự mở bắt được. Phải lấy tay bắt kéo mắt lên. Đúng rồi, bình thường là phải lấy mắt. Tay kéo. Khi mà để cái này vô tiểu não á, nó tác động liền. Lúc đầu đây thở ngoài không mở ra. Thả. Nhưng mà tùy là sao ra. Dích tới dích lui cái hòn đá. Đúng rồi, xong lại dích xuống. Đúng rồi. Còn một chút xíu lại dích lên. Khoảng để hai mấy chục giây á chị ạ. Dích đá lên. Để bác mở mắt ra xem nào. Rồi, đúng rồi. Đó, bác tự mở mắt được rồi đó. Tuyệt đúng quá. Không, chị Ngọc? Dạ, tuyệt quá. Mở mắt rồi đó. Lúc trước đâu có tự mở. Không nhắm mắt lại, em cảm nhận cho phải là nhắm mắt ấy đâu. Dạ. Ở nhà có lập bệnh đâu, không cảm nhận. Bây giờ cái dùng tiểu não á, thì mắt bác mở ra, ok liền. Rất là lẹ, nhanh lẹ lên đi, mở lên nóng nhẹ nhắm lại liền. Đó thấy chưa? Không nhầm nè. Đó, mắt lên lợi hơn, thấy không? Một chút xíu mọi người sẽ thấy cái tay bắt rung. Bớt rung.
Rồi bây giờ ngồi lại đi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.